mới cách đây vài ngày, cụ thể là ngày 28 tháng 2 vừa qua, thì đối tác của câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn là FC Ryukyu đã có trận thắng 1-0 trước Jubilo Iwata. Điều đáng chú ý là ở trận đấu này thì bảng quảng cáo của SCB, một trong những đơn vị tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn, cũng đã xuất hiện ở G-League 2. Cụ thể là xuất hiện ngay trên sân với hàng loạt tấm bảng quảng cáo. Đây cũng là mục tiêu và là phương châm của ông Trần Hòa Bình, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn, với phương châm là làm cho đáng, chơi cho đẹp. Hiện tại thì mục tiêu của ông là sau hai cầu thủ Cao Văn Chiền và Trần Danh Trung thì ông sẽ đưa thêm một loạt các cầu thủ khác sang G-League, cụ thể là G-League 2 và G-League 3 vào năm 2022. Có thể nói là Bộ Bình đi theo một chiến lược rất riêng để tăng cường sự liên kết, hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản. Điều này được thể hiện rất là rõ ở trường hợp của cầu thủ Ryu Taro Karube, cầu thủ rất là điển trai của câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Tiền vệ này sinh năm 1992, từng thi đấu rất là tốt ở đội Thanh Hóa. Tuy nhiên là khi về đầu quân cho Sài Gòn FC thì Bầu Bình đã thuyết phục được Karube làm thêm nhiệm vụ không chỉ là thi đấu, mà dựa trên trình độ về học vấn, năng lực của tiền vệ này. Hôm bữa khi trao đổi thì Bộ Bình có nói là Karube thì ngoài năng lực bóng đá, anh ấy còn có năng lực về sáng tạo này, đối ngoại, marketing, truyền thông, hoạt động cộng đồng xã hội. Do đó đội Sài Gòn chuyển Karube qua làm việc ở phòng sáng tạo trách nhiệm xã hội. Karube sẽ có trách nhiệm làm về bóng đá cộng đồng, công tác từ thiện xã hội, tổ chức các hoạt động, sự kiện, nhà tài trợ, quảng bá hình ảnh thương hiệu cầu thủ Việt Nam tại Nhật Bản. Nhìn rất là điển trai nhưng mà Karube thực chất là đã tốt nghiệp Đại học Meiji nổi tiếng của Nhật. Đây cũng là nơi mà sản sinh ra nhiều tuyển thủ Nhật cũng như là đào tạo nên nhiều chuyên gia kinh tế làm cho các tập đoàn lớn. Nền tảng gia đình thì khá là tốt, cầu thủ này có bố mẹ đều là bác sĩ. Với chuyên môn và khao khát chơi bóng thì Karube cũng chắc chắn là sẽ phân vân. Tuy nhiên là sứ mệnh được giao quan trọng hơn, đẩy các thương hiệu Việt Nam đến với bóng đá Nhật Bản. Trước đây là điều mà chưa có một ai thực hiện bài bản và chuyên nghiệp được. Bắt đầu từ tuần sau thì các câu lạc bộ sẽ trải qua một giai đoạn Tourmalet với 7 vòng đấu liên tục kéo dài tới ngày 18 tháng 4. Chính vì vậy mà đội bóng nào cũng phải có sự chuẩn bị tốt về thể lực, bởi mật độ thi đấu chỉ trung bình 4 đến 5 ngày là một trận. Đây là một điều rất hay của Sài Gòn FC, đó là các cầu thủ Nhật Bản họ luôn dành nhiều thời gian để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng đội người Việt. Rất thú vị. Takashi cùng với Nguyễn Hàng Quốc Chí. Còn đây là Woo Sang Ho mặc áo số 6.